Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục giao lưu với anh em một cây mai chiếu thủy lá lớn siêu mini anh em ha Cây này là cây đã thành phẩm chờ tháo kẽm nha Cái này có một số cái Cường cắt nửa lá là đây là mình rút lá cho em nó anh em ha Cái này là một thời gian sau là nó nhỏ bằng lá trung luôn á Này nó có một số cái này là lá lớn nhưng mà nó sẽ nhỏ bằng lá trung anh em ha Khi cây già và mai chiếu thủy lá lớn thì một cái ưu điểm của nó là bông nó sẽ to hơn và nó cũng xiên bông hơn anh em nha cây rất già ha rồi anh em so sánh cái quạt giúp cường nha rồi chậu này là chậu đất nung trắng men chậu đẹp luôn rồi anh em chỉ cần để chơi thôi không cần phải thay anh em ha rồi cây này cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 700 k chưa bao gồm phí ship nha anh em cường xin nhắc lại là 700 k chưa bao gồm phí ship ha rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, đó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 với giá là 700k chưa bao gồm phí ship anh em ha. Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.